Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video buổi tối hôm nay, kênh Học Cờ Online sẽ gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về một trận đánh rất hay của danh thủ số 1 của làng cờ tướng Việt Nam hiện nay, anh Đại Lý Huynh và Yêu Ma Toàn Nhầm Lỗi. Ván đấu trên đánh trong mùa giải Rắc Cốc Nhân Tái năm 2017 vòng thi đấu thứ 2 năm. Chúng ta sẽ cùng đón xem. Bước vào trận chiến này, Yêu Ma cầm đỏ đầu tiên lập tức lựa chọn khai cục bằng phương án binh 7-1. Bên đây Huynh đối phó lại bằng đối biên cục. Bên tiên mã 8-7, bên đen cũng là đường cờ khởi mã ngay. Xe 9-1, tượng 3-5 và đường cờ tiếp theo phương án cờ mã 2-3 phát triển bình phong tiên thủ. Xe 9-1, bên đỏ cũng chơi xong hoành xe. Bên đen mã 2-1 đến từ danh thủ Đại Lý Huynh. Tiến bình biên và đường cờ bình 3-1 ngay, một đường cờ tiến tốt để có thể chạy con xe qua. Xe 1-3 và bên đỏ đã không đi đường cờ là tách tốt qua, bởi các bạn thấy nếu mà bên tiên cầm phương án chạy tốt đi thì khi đó bên anh Huynh sẽ có thời cơ tiến con xe 3-6 ngay để cản đường mã, là một hình thái khá đẹp dành cho bên đen. Ở thực chiến của trận cờ thì bên tiên đã lập tức đi đường cờ bình 9-1 ngay, tiến tốt tấn công. Bên đen xe 3-4 tiếp tục là tiến binh và bên đen của anh Huynh đã có hướng cờ phát triển khá hay như sau. Đầu tiên là phương án thoát quân bằng hình cờ mã 7-8, các bạn thấy một đường cờ khá hay và tích cực dành cho bên đen của anh Huynh. Trong thực chiến của trận hình thì bên đỏ đã lập tức đi đường cờ mã 7-6 ngay, bởi trong hoàn cảnh trên chúng ta có thể phân tích qua như sau. Bên tiên thực chất là vẫn có hai biến chính có thể đi, một là phương án cờ tiến binh 9-1, đây vẫn là cái biến có thể chơi được dành cho cả đôi bên. Khi đó sau một loạt hình cờ đổi cây thì các bạn thấy hình cờ thế ra như vị cờ trên, hình cờ vẫn là tương đối cân bằng. Trong thực chiến của trận cờ thì bên tiên xử lý bằng hướng cờ phát triển mã ngay. Mã 7-6, bên đen cho vật qua và bên đỏ đã lập tức dùng con pháo tá bình 2. Ngoài bên này các bạn có thể thấy thêm nếu mà bên đỏ cướp lại quân bằng đường cờ tiến binh biên thì sao? Khi đó bên đen của anh Huynh sẽ có thế phản tiên khi có thể vật được con pháo tá bình 2. Đây là cái biến thể mà bên đen sẽ lợi thế hơn khi có hệ thống cờ pháo mã linh hoạt. Trong khi đó thì hai xe hai mã của bên đỏ sẽ không có lợi thế bằng. Chúng ta sẽ cùng xem trong thực chiến của trận hình thì bên tiên của danh thủ Toàn Nhân Lỗi đã ngay lập tức dùng con pháo tá bình 2 ngay để cướp lại quân. Bên đen đánh Huynh cho mã 1-2 để chạy đòn. Bên tiên tiếp tục là theo xe bắt pháo, khởi mã quy và đường cờ tách xe qua yêu cầu đấu cây. Bên đen cho tách qua, bên tiên cho thoái mã về và đường cờ tiếp theo phương án xe 9-7 đến từ bên đen của anh Huynh. Đây là cái biến hóa có thể hỗ trợ cho đường cờ binh 7-1 về sau. Bên tiên lập tức cho đường cờ tiến xe ngay để cô đường quân của bên đen. Xe 4-3 và bên đỏ đã thoái về ngay, chấp nhận phương án đầu xe đối với danh thủ số 1 của làng cờ tướng Việt Nam. Tượng 5-3, bên tiên cho tiến xe lên điểm cao. Mã 8-9, thoái về bao tâm và tiếp theo phương án cờ mã 9-8 ngay, nhảy mã để chơi đối công đối với bên tiên đang âm mưu thủ pháp mã 8 thoái 6 về để tạo sát. Bên đỏ của Yêu Ma đã phải dùng con xe để chạy qua để phòng thủ. Bên đen xe 7-8, pháo chạy qua và tiếp theo một đường cờ rất hay để tranh tiên đoạt thế đến từ danh thủ Đại Lý Huynh. Các bạn thấy rõ ràng là bên đỏ sẽ không thể ăn xe được, bởi đi như vậy là bên đen có thể thả mã là thua ngay. Trong thực chiến của trận hình thì bên tiên đã phải thoát xe đi bằng đường cờ là xe 4-2. Bên đen Đại Lý Huynh cho thoái tượng về, tách tốt, pháo qua và đường cờ thu pháo về để cản đường phát triển của con mã đen đang khá lợi hại của bên danh thủ Đại Lý Huynh. Binh 9-1, bên đỏ cho treo tượng đường biên, tách xe qua và đường cờ cũng là đuôi công đến từ bên tiên, phương án cờ xe 3-2, ép buộc bên anh Huynh nó phải cho mã 8 thoái 9 về ngay. Bên tiên cho mã 5-7, bên đen cho quét tốt và đường cờ thu xe về bắt mã. Tuy nhiên các bạn thấy trong hình cờ trên thì bên đen của anh Huynh đã có đường cờ xử lý rất hay, sau đó để có thể bảo đường mã của bên mình trong một vị thế tương đối khó khăn. Binh 9-1, bên đỏ cho pháo 3-1 liên tiếp tấn công. Các bạn thấy nếu để mất tốt thì bên đen rất nguy hiểm trong hình cờ này. Bên đen của anh Huynh đã phải cho xe 2-2 ngay để giữ tốt. Bên tiên binh 5-1 tiếp tục một đường cờ che đường. Bên đen cho tiến xe bắt mã, mã thoát qua và lập tức điều thêm một chiến pháo ra trận để tìm phòng thủ đường tốt của bên mình đang bị bên đỏ đang lăm le tấn công. Tượng 3-5,
loạt những thủ pháp làm khó đến từ danh thủ tỏ nhầm lỗi. Chạy pháo qua biên, mã 5 tiến bay và đường cờ nhảy mã xuyên cung đến một trong các đường cờ phương rất hay của anh huynh khi có thể phát triển đường mã quy lên vị trí tấn công. Sĩ 4 tiến 5, bên đen cho sĩ 4 tiến 5, hai bên đều đi như nước cờ mang tính chất chờ đợi. Bên tiên cho thoái tượng về. Anh huynh tiếp theo một đường cờ binh 7 tiến 1, một trận phế tốt trong hình cờ trên là một hình cờ khá hay. Cảm thấy rõ ràng là bên đỏ sẽ không thể đi binh 3 tiến 1 được, bởi như vậy là chết xe. Trong thực chiến của trận cờ thì bên tiên đã cầm con tượng 5 tiến 3 treo qua. Ngoài ra các bạn có thể thấy thêm trong hình cờ trên, nếu mà bên tiên cầm con pháo 1 tiến 3 thì sao? Khi đó bên đen sẽ có thời cơ lắc con tốt qua để bắt xe bắt pháo ngay. Vẫn là cái đường hướng mà có phần phản tiên một chút dành cho bên đen của anh huynh khi có thể phát triển tiếp đường cờ mã vút lên đầu tượng. Chúng ta sẽ cùng xem trong thực chiến thì bên tiên của yêu ma tỏ nhiên lỗi đã lựa chọn biến hóa thành cờ số 1, hệ thống tượng 5 tiến 3 để bắt tốt. Tiếp theo đường cờ nhảy mã lên đầu tượng để phòng thủ điểm tốt của bên mình. Bên tiên pháo 1 tiến 1, bên anh huynh cho pháo 1 tiến 3 ngay, đang ghim đường tấn công, một thế trận đối công khá ác liệt ở khu vực trung lộ. Nhảy mã qua và thoái pháo về để phòng thủ. Tiếp tục lăng mã tấn công, bên anh huynh cho chạy xe qua, vừa phòng thủ vừa có thể nhóm tượng. Pháo 1 bình 3, treo tượng tránh đòn và đường cờ lắc qua. Hai bên cùng nhau đuổi quân, bên anh huynh đã cho pháo 3 tiến 3 thoát lên đầu tượng trước. Bên tiên chiếu thoái về và thu về để thoát quân. Mã 7 tiến 5 chém trung lộ, tách xe qua, mã thoát đi và tiếp theo đường cờ binh 5 tiến 1, một trận khá hay của anh huynh trong bối cảnh mà có thể cầm con pháo vật mã. Trong thực chiến của trận hình thì bên đỏ lại ưu tiên mặt trận tấn công bằng đường cờ mã chém tượng, chấp nhận bỏ mã để đoạt đối tượng của bên anh huynh trong hình cờ trên. Ngoài ra chúng ta có thể thấy thêm trong bối cảnh mà bên tiên cầm phương án mã 4 thoái 5 về, khi đó bên đen sẽ có thời cơ phát triển mã 5 tiến 7 ngay để chém tốt. Các bạn thấy đây là cái hình cờ mà bên đỏ có phần kém hơn một chút so với bên đen của danh thủ Đại Lý Huynh. Ở thực chiến của trận hình thì bên của Yêu Ma vẫn là một tay cờ rất mạnh, lập tức xử lý bằng hướng cờ mã 4 tiến 5 chơi một trận đối công quyết liệt. Bên đen tượng 7 tiến 5, bên đỏ tiếp theo thả mã đoạt tượng và đường cờ vách xích qua để ngăn đường phát triển của con mã bên tiên. Tới hình cờ trên thì bên đỏ có hai cách thức chính có thể đi. Ở trong thực chiến của trận hình thì bên tiên của anh Tào Nhân Lỗi đã lựa chọn biến hóa là xe 7 bình quân lộ 8 để chọc tấn công. Ngoài ra có thể phát triển thế công bằng đường cờ pháo 1 tiến 2 để bắt tốt, cũng là một biến hóa khá hay dành cho bên tiên. Thoái pháo về ngay để tránh trước đường tấn công bằng hướng cờ đấm xe chiếu. Và trong thực chiến của trận hình thì bên đỏ của Yêu Ma đã phạm một sai lầm nhất định trong hình cờ, anh ta lập tức đi đường cờ là xe 8 tiến 7 để bắt pháo tranh tiên, nên một lựa chọn không hay khi các bạn thấy là con mã trung lộ của anh huynh đang có thế rất mạnh để tấn công. Ngoài bên này thì bên đỏ còn hai bên khác có thể chơi tốt hơn, một là đường cờ hạ sĩ về để tránh đường cờ tấn công và con xe lộ 8, hoặc là hệ thống cờ pháo 1 tiến 2 chơi đối công và giữ con xe ở lộ phòng thủ. Chúng ta sẽ cùng xem trong thực chiến của trận cờ thì bên tiên của Yêu Ma đã phát triển đường cờ tiến xe tấn công và anh huynh đã có thời cơ ra tay rất nhanh và chính xác. Đầu tiên bên đen đã cho tiến xe chiếu khiến cho bên đỏ đứng một trạng thái các bạn thấy là rất lâm nguy. Thoái xì về, tiếp theo đường cờ lăng mạ tấn công, tướng qua và bên đen anh huynh cho xe 8 thoái 1. Ngoài bên này thì các bạn thấy được bên đen có biến khác có thể chơi thắng ngay trong hình cờ trên. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích qua những cờ như sau. Trong hình cờ trên thì bên đen của anh huynh hoàn toàn có thể dùng còn mạ 9 đến 7 thì hình cờ thắng sẽ nhanh hơn. Khi đó bên đỏ ép buộc là phải có hai lựa chọn, một là đường cờ lên tướng lầu 3. Khi đó bên đen sẽ thả tiếp đường cờ mã 7 tiến 6 ngay để chém sĩ, khiến cho bên đỏ dù có chạy con tướng qua lộ 4 hay lộ 6 đều thua. Các bạn thấy có thể thoái xe về vẫn là cục ngay. Ăn mã thì vẫn là đường cờ xe 8 tới 2, thoái tượng về thì vẫn thua khi có thể xe đoạt tượng. Như vậy bên đó thì bên tiên thua khá nhanh. Còn trong hình cờ mà bên đỏ chạy tướng qua lộ 6 thì sao? Khi đó bên đen hình cờ các bạn thấy cũng không có quá nhiều khác biệt khi hoàn toàn nên dùng còn mã chém qua ngay. Tướng lên thì xe 8 tới 2 mà tướng chạy vào trung lộ là cũng vẫn là đường cờ xe thoái 1 là tuyệt cục. Chúng ta sẽ cùng quay lại thực chiến của trận hình. Ở trong trận chiến trên thì do thời gian thi đấu còn khá ngắn, bên đen của anh huynh đã phát triển đường cờ xe 8 thoái 1 về chứ không đi hệ thống cờ mã 9 tiến 7. Bên tiên của Tào cho phát triển tướng qua, tiếp tục chiếu quay về, tướng xuống và đường cờ đảo mã tấn công. Bên tiên phải lên tướng lầu 2 và bên anh huynh đã cho chạy con xe 8 bình 3 ngay, vừa đỡ đường pháo đồng thời đang
đe dọa tình huống cờ xe 3 tiến 1 để tuyệt sát. Bên tiên cho thoát tướng trước, bên đen dùng mã chém pháo. Tượng quay về và đường cờ sĩ 6 tiến 5 bắt đầu đi những đường cờ sửa hình mang tính chất phòng thủ trước. Tướng về và đường cờ binh 9 tiến 1 để cướp tượng. Bên tiên tượng 1 thoái 3, bên đen cho mã 7 tiến 9 ngay. Liên tiếp là những đường hướng tấn công gây khó về phía trận hình của bên tiên trong hình cờ mà các bạn thấy là bên đen đứng ở cái thế hơn quân. Tách tướng qua, vách sĩ qua và đường cờ chém chiếu. Bên đỏ sĩ 6 tiến 5 và bên đen huynh đi tiếp đường cờ xe 5 bình 7 để giữ pháo. Sau hình cờ này của bên đen thì trong thực chiến của trận hình thì Yuma tỏ nhận lỗi cũng đã phải buông cờ xin thua trong trận hình trên, để các bạn thấy được là bên đen đang có thế hơn quân, đồng thời đang có thế công rất mạnh trong hình cờ trên. Bên đỏ mặc dù có xe mã tuyến trên nhưng không thể bắn phá được trong hình cờ mà anh huynh đã có thể phòng thủ khá vững. Như vậy kênh học của Tuấn Lai vừa phân tích và bình luận nhanh của các bạn về đến trên một ván cờ rất hay của danh thủ Đại Huynh trước Yuma tỏ nhận lỗi ở trong giải cờ tướng rất lên tái năm 2017 vòng điều thứ 2 năm. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của kênh.